cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng nhất của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong một tháng qua, lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực cố gắng điều động lực lượng và phương tiện ở khu vực Kharkov. Nhưng Bộ Chỉ huy Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc huy động được một số lượng quân lớn và đưa quân vào chiến tuyến chống lại quân đội Nga. Điều này đã tạo ra một số yếu tố ảnh hưởng lớn tới khả năng chỉ đạo tấn công và tiến hành các trận đánh hiệu quả theo hướng này, dẫn tới khả năng thất bại là rất cao. Đài TSN của Ukraine dẫn lời ông Dmytro Rykovi, đại diện phát ngôn của nhóm tác chiến Tabria, cho biết lực lượng Nga đang tăng cường quân lực ở tỉnh Zaporizhia. Ông Rykovi nói, nói tới số lượng quân Nga ở Zaporizhia thì hiện nay có gần 90.000 người và con số này đang tăng lên. Trong vòng 3 tuần trở lại đây, đã có thêm 2.000 người. Trước đó, Cố vấn Thị trưởng Mariupol Petro Andriy lưu ý rằng Nga đang ồ ạt tập kết quân về phía Zaporizhia. Việc tái triển khai các đơn vị vũ trang Nga tới khu vực này được thực hiện thông qua Berdian và Primov. Lực lượng Nga cũng đang tiến đến gần tiền tuyến hơn về hướng Topmak. Xu hướng gia tăng căng thẳng đã được ghi nhận trong vài tuần qua. Lực lượng Nga đang tiếp tục nã hỏa lực dày đặc vào Zaporizhia, sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa đa nòng. Bình luận về việc Nga tập kết 90.000 quân ở Zaporizhia, đài TSN dẫn lời chuyên gia quân sự cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Vladislav Selesnyov nhận định Nga đang có kế hoạch tập trung vào Nam Zaporizhia trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục các cuộc tấn công ở Bắc Kharkov. Ông Selesnyov cho rằng, các nỗ lực tấn công ác liệt của Nga có thể sẽ được đẩy mạnh trong vài tháng tới. Ông cho biết thêm, Nga sẽ không ngừng tấn công ở Bắc Kharkov. Thời gian qua, Nga đã luân chuyển các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155 tới khu vực này. Các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 đang chiến đấu ở Nam Khai Sơn, được điều động tới Kharkov. Ngoài tập kết một lượng lớn quân, trong thời gian qua, Nga đã thử nghiệm các chiến thuật mới theo hướng Zaporizhia. Nga đang áp dụng một chiến thuật được giới truyền thông gọi là phòng thủ đàn hồi hay phòng thủ theo vị trí, trong đó các vị trí chiến đấu được phòng thủ kỹ lưỡng với các vành đai mìn và chướng ngại vật dày đặc, đồng thời có pháo binh yểm trợ. Theo học thuyết của Nga, chiến thuật phòng thủ theo vị trí được thiết lập để gây ra tổn thất tối đa cho đối phương bằng cách giữ vững các vị trí phòng thủ, đồng thời bảo vệ được các mục tiêu quan trọng. Theo TSN, trong bối cảnh chiến trường có nhiều diễn biến phức tạp, ngay trong ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành một cuộc họp với Tổng tư lệnh Oleksandr Zizky và Tham mưu trưởng Anatolis Bajlevich. Trong cuộc họp, ông Syrsky và ông Bajlevich đã lần lượt báo cáo về những thay đổi trong tình hình tác chiến, các dự báo, hướng hành động tiếp theo và kế hoạch bố trí nhân sự của các lữ đoàn để tiến hành luân chuyển kịp thời. Trong cuộc xung đột hiện tại với Nga, Zaporizhia có vị trí chiến lược quan trọng. Việc kiểm soát khu vực này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine. Khả năng phát động một chiến dịch tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine lại phụ thuộc vào mong muốn của chính quyền Kiev, tức là quyết định chính trị trong trường hợp này sẽ chiếm ưu thế so với những tổn thất có thể xảy ra và ý kiến của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Nếu tính đến điều này, không thể loại trừ một cuộc tấn công tuyệt vọng sẽ diễn ra trong tương lai gần vì chính quyền Kiev cần khẳng định quyết tâm chống Nga của mình trước phương Tây bất kể hàng nghìn binh sĩ của mình thiệt mạng và bị thương. Quân đội Nga đã xây dựng một căn cứ quân sự ở thành phố Novocherkassk thuộc vùng Rostov, Nga cách tiền tuyến với Ukraine 200 km. Theo hình ảnh vệ tinh của Planet Labs, căn cứ mới được quân đội Nga xây dựng vào tháng 5 năm 2024 trên nền một cơ sở quân sự bị bỏ hoang là trường dạy nấu ăn số 195 của lực lượng phòng vệ dân sự, đóng cửa năm 2011. Trước đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy những thiết bị quân sự đầu tiên đã được chuyển đến cơ sở này vào cuối tháng 8 năm 2023. 50 xe tải đậu trong khuôn viên cơ sở và hàng chục chiếc lều được dựng lên, căn cứ đã tăng gấp 3 lần diện tích trong vòng chưa đầy một năm phía Ukraine cho rằng căn cứ ở Novocherkassk có thể thuộc Trung đoàn Hậu cần quân sự số 100 của lực lượng vũ trang Nga. Tín hiệu từ điện thoại của một số binh sĩ Nga mà Ukraine theo dõi được cho thấy họ đã thay đổi vị trí từ vùng Moscow đến vùng Rostov gần tiền tuyến hơn. Tháng trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, nước Mỹ đã đưa ra một đánh giá chiến lược cho thấy Ukraine có thể nhắm vào khoảng 16% nơi trú ẩn trên mặt đất của quân đội Nga nếu nước này được phép sử dụng các tên lửa ATACMS với tầm bắn nhất định. Kiev lần đầu tiên sử dụng các tên lửa này hồi tháng 10 năm 2023, tấn công các căn cứ quân sự của Nga ở Ukraine và tuyên bố phá hủy nhiều trực thăng. Chúng cũng được các lực lượng của Kiev sử dụng nhắm vào các mục tiêu của Nga trong những vùng lãnh thổ tranh chấp, bao gồm cả ở Crimea. Trước đó, ông Fidele Goanjika, Cố vấn của Chủ tịch CR nói rằng Bangui đã yêu cầu Nga thành lập một căn cứ quân sự ở nước này và cơ sở hạ tầng ở Berengo có khả năng chứa tới 10.000 quân. Vào tháng 1, hãng thông tấn Anadolu AA dẫn phát biểu của đại sứ Bikantop nói với hãng thông tấn TASS cho rằng nếu xây dựng căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ CR được thực hiện, CR sẽ trở nên an toàn hơn và một khi tình hình an ninh được cải thiện, các cơ quan chức năng của CR có điều kiện để phục hồi kinh tế. Ông Bikantov cho biết ở CR có 1.890 huấn luyện viên người Nga, bao gồm các chuyên gia quân sự thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như huấn luyện viên cho các đơn vị cảnh sát quốc gia và hiến binh. Ông Bikantov lưu ý là chính phủ CR đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tăng số lượng huấn luyện viên quân sự Nga, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận liên quan nào. Nga có nhiều căn cứ ở nước ngoài, tuy nhiên các căn cứ này của Nga không phải tất cả đều là căn cứ quân sự và tập trung ở các nước gồm Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia và Kyrgyzstan, cũng như tại Syria, Georgia, Moldova và cửa ngõ Nam Ossetia, Abkhazia và Transnistria. Ngày 20 tháng 4, quân đội Nga đã lợi dụng tình hình hỗn loạn do việc cải tổ các lực lượng của Ukraine ở phía tây Adipka và tấn công, phá vỡ các vị trí do lữ đoàn cơ giới 115 của quân đội Ukraine nắm giữ tại Ocheretino, lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của Nga đã nhanh chóng tiến công vài km về phía tây. Quân tiếp viện của Nga tăng cường xuyên thủng phòng tuyến của Kiev, củng cố các thành quả về lãnh thổ. Ba tháng sau, điều này lại xảy ra trong cùng khu vực đó. Chỉ trong tuần trước, các trung đoàn và lữ đoàn của Nga đã tiến xa hơn 6 km về phía tây từ Ocheretino. Hành quân 1 km một ngày có vẻ không phải đặc biệt nhanh, nhưng theo tiêu chuẩn của cuộc xung đột kéo dài 28 tháng qua tại Ukraine, đó thực sự là một cuộc chạy nước rút. Phóng viên chiến trường của Ukraine Yuri Butusov đã gọi tình hình xung quanh Ocheretino là cực kỳ khó khăn. Dù vậy, theo Forbes, trong bối cảnh Nga đối mặt với thương vong về lực lượng và tổn thất về xe bọc thép, Nga sẽ dễ mất đi lợi thế lâu dài khi xung đột bước sang năm thứ ba. Tuy nhiên, Moscow vẫn có nhiều quân và trang thiết bị hạng nặng hơn Ukraine. Vì thế, Nga vẫn duy trì được đà tấn công và mỗi cuộc tấn công là một cơ hội đạt đột phá. Sự bối rối của các chỉ huy Ukraine cũng là một vấn đề. Đột phá của Nga quanh Ocheretino hồi tháng 4 đã khiến Kiev mất thăng bằng và họ vẫn đang vật lộn để phục hồi. Ông Butusov giải thích Nga tấn công các lữ đoàn có tổ chức và quản lý yếu kém nhất của Ukraine. Moscow không tìm kiếm những phòng tuyến dễ bị tấn công nhất mà là những đơn vị yếu nhất. Dường như đề cập đến lữ đoàn cơ giới 110 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111 của Ukraine. Vào lúc tồi tệ nhất, các lực lượng của Ukraine ở phía tây Adipka hoàn toàn bối rối. Ông Butusov cho biết các đội UAV và lực lượng tác chiến điện tử phân tán và không có tổ chức. Tình huống đặt ra với Ukraine khá cam go nếu các lực lượng của Nga, trong đó có các trung đoàn súng trường cơ giới 433, 506 và 1195 có thể tiến công thêm hơn 14 km về phía tây, thì lực lượng này sẽ tiếp cận được Minorat và Pokrovsk, hai thành trì quan trọng đóng vai trò như cửa ngõ của vùng Dnipro, cho tới nay vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine đã thống kê được 27 nỗ lực của quân đội Nga nhằm xâm nhập phòng tuyến bất ổn của Ukraine ở phía đông Pokrovsk vào hôm 22 tháng 4. Đã có 22 cuộc tấn công thất bại và 5 cuộc tấn công thành công. Ông Butusov nhận định, tôi không thể nói rằng bộ chỉ huy Ukraine không nhìn thấy và hiểu được tình hình nguy cấp. Có rất nhiều chuyện xảy ra, không có chỉ huy nào ngồi khoanh tay cả. Ông nhấn mạnh nếu lực lượng tác chiến điện tử của Ukraine trong khu vực ngừng sử dụng các thiết bị gây nhiễu, thì điều này sẽ hữu ích bởi các hệ thống đó đang phá hủy số lượng đáng kể UAV của chúng tôi. Một video đăng trên Telegram vừa qua cho thấy hai xe máy của quân nhân nga được gắn bình huấn luyện UDSH trên giá đỡ tự chế ở đuôi xe. UDSH có hình dạng giống bình chống tăng TM62M được sử dụng để tạo hiệu ứng khói nhằm mô phỏng tình huống mìn phát nổ trong quá trình huấn luyện. Khi được kích hoạt, nó sẽ thả khói liên tục trong 8 đến 10 phút. Đoạn tiếp theo của video là cảnh một binh sĩ Nga lái xe máy di chuyển với tốc độ cao trên đường được cho là gần tiền tuyến, vừa đi vừa thả khói mù mịt ở phía sau. Thả khói được cho là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ binh sĩ, khí tài khỏi các cuộc tập kích của thiết bị bay không người lái, drone, vũ khí được sử dụng phổ biến hiện nay trên chiến trường Ukraine. Trước xe máy, lực lượng Nga đã lắp đặt thiết bị tạo khói lên nhiều phương tiện quân sự khác để chống drone. Trước đó, Nga từng sử dụng màn khói để che giấu việc chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Syri vào năm 2018. Màn khói có khả năng làm mù bất kỳ camera quang điện nào và cả một số camera quang học hồng ngoại tùy thuộc vào độ chính xác. Trong xung đột với Ukraine, lực lượng Nga nhiều lần sử dụng màn khói để chọc mù camera trên UAV góc nhìn thứ nhất FPV và trinh sát chỉ thị mục tiêu cho pháo binh. Howard Altman, chuyên gia quốc phòng của Drive, nhận định nếu khói che khuất các đơn vị đang tiến công, FPV không thể lao xuống tập kích và drone trinh sát không thể xác định chính xác vị trí mục tiêu cho pháo binh. Không chỉ Nga, cả Ukraine cũng đã và đang sử dụng khói ngụy trang trên chiến trường, chẳng hạn như các hệ thống khói ngụy trang trên xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ. Hồi tháng 4, khói ngụy trang cũng đã giúp Nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát thị trấn Belogorovka, và gia tăng sức ép lên phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Lugansk. Còn kênh Telegram Rongside trong một video được đăng tải cho thấy lực lượng Nga dùng xe chuyên dụng thả màn khói lớn trên khu vực bằng phẳng gần thị trấn Belogorovka, phía tây thành phố Severodonetsk và Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk. Video do UAV Nga ghi lại cho thấy khoảng một chục phương tiện phun ra những vạt khói trắng. Chúng sau đó hợp nhất thành một đám mây che phủ mặt đất. Kênh Rongside cho biết các đơn vị Nga sau đó chiếm được nhiều cứ điểm của Ukraine trên đường tiến về Belogorovka. Tuy nhiên, Kiev Post cho rằng việc lắp mìn tạo khói lên xe máy có thể phản tác dụng. Vệt khói phát ra phía sau chiếc xe không thể che khuất toàn bộ phương tiện này, thậm chí còn đóng vai trò chỉ điểm vị trí và hướng di chuyển của nó, khiến xe máy dễ bị drone phát hiện và nhắm mục tiêu hơn. Máy bay giám sát không người lái của Nga đang hoạt động tự do trên tiền tuyến và có thể thực hiện các cuộc tấn công mà không bị ngăn chặn vì lực lượng trên bộ của Ukraine có rất ít vũ khí để bắn hạ. Ông Oleksandr Shishky, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, AFU cho biết trên kênh Telegram rằng lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hoàn toàn hệ thống phòng không vác vai và phải tìm những cách mới để tấn công máy bay trinh sát Nga được trang bị vũ khí có cảm biến tiên tiến và máy ảnh đa quang phổ. Theo Kiev Post, ông đã đề nghị quân đội cải thiện kỹ thuật gây nhiễu và phát triển chiến thuật sử dụng máy bay không người lái cảm tử Kamikaze để đánh chặn và tấn công máy bay robot của đối phương, truyền thông Nga nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công của Nga trên khắp mặt trận cuối cùng sẽ thành công vì lực lượng Ukraine không thể chống lại các cuộc không kích tầm xa của Nga. Các lực lượng Ukraine thường sử dụng tên lửa phòng không vác vai cầm tay có hiệu quả cao để tấn công máy bay không người lái của Nga, nhưng nguồn cung những loại vũ khí này đang thiếu hụt do các nhà cung cấp vũ khí chính của Ukraine, Mỹ, Ba Lan, Pháp và Anh gần như cạn kiệt kho vũ khí hiện có và các nhà sản xuất địa phương không thể nhanh chóng sản xuất thêm. UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Nga gần đây càng có nhiều cải tiến về chiến thuật sử dụng UAV, hạn chế từng bước lợi thế của Ukraine. Theo thời gian, Nga đã kiểm soát bầu trời tốt hơn và có khả năng phát hiện bắn hạ các mẫu UAV cỡ lớn này một cách dễ dàng hơn. Điều này là do, thứ nhất, Nga đang phát triển các chiến thuật và chiến lược chống UAV tấn công của Ukraine. Nga phối hợp phương pháp cụ với mới để xử lý UAV đối phương có thông tin cho rằng quân đội Nga sử dụng tân binh tấn công vào chiến tuyến Ukraine, buộc binh lính Ukraine phải đáp trả và làm lộ các vị trí có ngụy trang. Khi UAV đã phát hiện ra các vị trí đó, pháo binh Nga sẽ được cung cấp tọa độ để dã dồn dập và chính xác vào mục tiêu. Phương Tây lo ngại rằng trong các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine, số vụ thất bại nhiều hơn hẳn số vụ thành công. Thứ hai, Nga cũng đang tích cực sử dụng UAV, đồng thời tự sản xuất UAV. Khi xét về UAV, dường như Nga đã có lợi thế vượt trội so với Ukraine. Một sĩ quan Ukraine đã thừa nhận rằng ứng với mỗi UAV Ukraine có tới 7 UAV Nga. Đáng lưu ý, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Andrei Belushov, đầu năm nay khi còn là phó thủ tướng thứ nhất của Nga, đã tiết lộ rằng Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 UAV mỗi năm cho tới năm 2030. Với các nhà sản xuất nội địa chiếm lĩnh 70% thị phần này. Ngoài ra có thông tin cho hay, Nga đang tự chế tạo loại UAV cảm tử nguy hiểm hơn dựa trên UAV Shahed và sản xuất các UAV giá rẻ. Với năng lực sản xuất UAV mở rộng như thế, Nga có thể giải quyết được tình trạng thiếu UAV và giành được lợi thế áp đảo trước Ukraine trên tiền tuyến. Trong khi đó, Ukraine có khả năng sẽ không theo kịp Nga về mặt này. Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Sijato cho biết, nước này sẽ chặn 6,5 tỷ euro tiền bồi thường từ Quỹ Hòa bình châu Âu, EPF, cho các nước liên minh châu Âu, EU, đã cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev giải quyết vấn đề vận chuyển dầu của Nga sang Hungary và Slovakia, đầu tháng này, Hungary và Slovakia cho biết đã ngừng nhận dầu từ tập đoàn Lukoil của Nga thông qua đường ống 3 sau khi Ukraine áp đặt lệnh cấm từ tháng 6 đối với việc vận chuyển quá cảnh dầu từ nhà cung cấp Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ATV, ông Szijjarto tuyên bố, Hungary sẽ không đồng ý chi 6,5 tỷ euro cho Ukraine, trong khi nước này đe dọa an ninh nguồn cung năng lượng của họ. Ông Szijjarto cũng lưu ý Việc Hungary và Slovakia có thể kiện Ukraine tại tòa án EU do vi phạm thỏa thuận liên kết. Ông giải thích, thỏa thuận liên kết giữa EU và Ukraine quy định Ukraine không được làm gián đoạn quá trình vận chuyển các nguồn năng lượng của Ukraine đến các nước thành viên EU dù là hoàn toàn hay một phần. Hiện 33% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary và khoảng từ 40 đến 50% lượng dầu thô nhập khẩu của Slovakia đến từ tập đoàn Lukoil. EPF, một cơ chế được tạo ra từ năm 2021, hoạt động như một chương trình bồi thường cho các quốc gia thành viên EU gửi vũ khí tới các quốc gia khác. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ năm 2022, các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể yêu cầu bồi thường từ quỹ này. Nhưng Hungary đã chặn việc giải ngân của EPF trong hơn một năm với nhiều lý do khác nhau. Mâu thuẫn giữa EU và quốc gia thành viên là Hungary về vấn đề Ukraine càng trở nên nghiêm trọng khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Joseph Borrell thông báo. EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tại Bruxelles, Bỉ, thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU. Ông Sergio cho biết, tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao EU diễn ra ở Bruxelles ngày 22 tháng 7, ông đối mặt với sự phản đối gay gắt khi ông Borrell và nhiều chính trị gia ủng hộ chiến tranh ở châu Âu đã không chấp nhận thực tế Thủ tướng Hungary thực hiện sứ mệnh hòa bình trong thời gian gần đây. Kể từ khi đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên EU vào ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã thực hiện sáng kiến sứ mệnh hòa bình. Theo đó, ông gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Moscow và Bắc Kinh mà không nhận được sự đồng tình chung của EU. Đồng thời, chính quyền của Thủ tướng Orbán cũng cáo buộc rằng chính sách của EU là ủng hộ giao tranh. Tờ Washington Post cho biết một làn sóng huy động quân mới ở Ukraine sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động và do đó giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước này. Bài báo đưa tin bây giờ Kiev đang tăng cường nỗ lực huy động. Các doanh nghiệp dự đoán việc tìm kiếm công nhân sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Điều này sẽ càng gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế đang tê liệt của Ukraine. Vấn đề thiếu lao động của Ukraine dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi xung đột tiếp tục. Vào tháng 4, để khắc phục tình trạng thiếu binh sĩ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Theo luật mới, những người trốn quân dịch có thể bị tước giấy phép lái xe, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản. Trước đợt huy động gần đây, Guardian dẫn nguồn tin nói rằng hơn 20.000 người Ukraine được cho là đã trốn khỏi đất nước để không phải nhập ngũ. Nhiều người đã bỏ mạng trên hành trình chạy trốn khi bị chết đuối lúc bơi qua sông sang Rumani khi các sĩ quan tuyển quân đi khắp các thành phố để tìm thêm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, nhiều nam giới đã lên kế hoạch rời đi vì lo sợ rằng họ sẽ không sống được khi ra tiền tuyến chiến đấu. Washington Post cũng trích dẫn tuyên bố của nhà kinh tế học Kiev, Sergei First, người tin rằng làn sóng huy động mới sẽ không chỉ làm trạch hướng mong muốn tăng trưởng kinh tế của Ukraine mà còn khiến nhiều người Ukraine sợ hãi. Theo đó, cuộc xung đột kéo dài với Nga đang kéo theo những hệ lụy kinh tế khó lòng bù đắp được đối với Ukraine. Sau thời gian dài sống bằng nguồn viện trợ và những khoản trái phiếu phát hành khẩn cấp, Ukraine đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ, đòi hỏi những biện pháp mạnh mẽ hơn hoặc sẽ khiến họ rơi vào cuộc khủng hoảng lâu dài. Hồi đầu tháng 7, tờ Economist đã đăng bài cho biết Ukraine sắp vỡ nợ do mất khả năng thanh toán những khoản nợ lớn đang tới gần. Theo bài báo thì các chủ nợ của Ukraine đã đồng ý hoãn trả nợ trước đó trong 2 năm. Tuy nhiên, lệnh hoãn thanh toán cho các chủ trái phiếu nước ngoài tư nhân sẽ kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 8 tới đây và đó chính thức là thời khắc vỡ nợ ở quốc gia này. Nếu Ukraine vỡ nợ, điều này có thể làm suy yếu lòng tin của nhà đầu tư và sẽ là thảm họa cho quá trình phục hồi sau chiến tranh của Ukraine. Điều này có khả năng làm phức tạp thêm khả năng tiếp cận thị trường tài chính trong tương lai của Ukraine.